In Vietnam, economic development, expanding population and environmental changes threaten the country's precious forest resources. At the same time, forest communities in the Northern Mountains, Central Highlands and Mekong Delta have low incomes with limited livelihood options. Many people lack information about the boundaries of their forest area or how to make the most of their forest resources. The project People's Participation in Forest Governance and Poverty Alleviation in Vietnam aimed to create an open and interactive space for people from grassroots communities to participate in the National Forest Management Information System, FORMIS. It supported people to deepen connections with their forests, improve the way their forests are governed, and contribute to poverty alleviation in Vietnam. It was implemented from 2014 to 2018 in four locations: Thong Nong District, Cao Bang Province; Krong Bong District, Dak Lak Province; Duyen Hai District, Cha Vinh Province; and Dong Hai District, Bac Liêu Province. The project was implemented by ActionAid Vietnam with the support of the Ministry of Foreign Affairs of Finland in cooperation with key technical partners, including the FORMIS Project, Vietnam Forest Administration, Vietnam Forest Association, VFORA, FPA Binh Dinh, and FinPro. The project established 17 core community groups across the four project locations. The groups were established in order to enable community members to join together to manage their forest resources. Groups received training on self-organization, using FORMIS and other tools to manage their forests, and livelihoods models. Through the regular meetings of the groups, community members collected and updated data on their forest resources into the National FORMIS database. The PFG project used five key approaches. The first of these approaches was community engaging and capacity building. The project built the capacity of the core community groups in participatory planning and their rights and duties on land use, allocation and management of forests in their own locations. It also delivered training on human rights-based approaches, forest planting, value chains, carbon measurement and timber certification. Sau khi cái dự án được khởi động thì chúng tôi cũng tiến hành thành lập các cái nhóm nòng cốt, thì gồm có 4 nhóm, mỗi nhóm là 10 người, tổng số là thành viên là 40 người. Sau khi thành lập nhóm thì cũng tổ chức xây dựng ban hành quy chế hoạt động, tức là mỗi tháng là sinh hoạt 2 lần, chủ yếu là sinh hoạt và đánh giá là kết quả hoạt động của nhóm cục nòng cốt. Thứ hai là tuyên truyền chính sách pháp luật liên quan tới lĩnh vực lâm nghiệp. Còn sau khi thành lập thì cũng tổ chức tập huấn rất là nhiều nội dung. The second approach of the project was promoting access to forest management information and FORMIS. The project equipped local communities, including government staff, with the knowledge and skills to use the FORMIS database for their forest planning and management. 6 information kiosks were established, where community members could go online and search FORMIS, and the project provided smartphones so community members could update the database in real time from their forest plots. Trước là chưa có cái dự án về mà người dân người ta là không nắm bắt được cái trồng trọt từ cách thức, nhưng mà nhờ cái dự án nó xây về là có mở các cái lớp tập huấn, cho nên là người dân người ta họ cũng đi rồi người ta nắm bắt được cách thức trồng này, rồi là chăm sóc này, rồi là bảo quản rừng này, bảo vệ rừng chữa cháy, phòng cháy chữa cháy này, cho nên là nói chung là rất là bổ ích cho dân. Và dân án này mà nhân dân người ta giờ người ta cũng rất là hứng trồng rừng. The project's third approach was to support the core community groups to develop joint community agreements for better management of their forests. Mình được tiếp cận nhiều án thì mình hiểu rõ được nhiều điều. Mình cũng đi học hỏi được nhiều thứ, với cũng như là trồng trọt hay là hoặc mình đi tham gia các mô hình đó, được mình thấy cái mô hình nào được thì về mình áp dụng với gia đình. Trước thì nói chung đời sống cũng hơi gặp nhiều khó khăn, với giả lại tham gia về bên dự án thì mình thấy đời sống thì nó cũng tốt hơn vậy. The fourth approach of the PFG project involved supporting forest-based livelihoods. The project supported households to engage in plantation forestry and improve their linkages to market, as well as introducing new livelihood models like shrimp cultivation in mangrove forests. Trước đây thì tự mình nuôi thiên nhiên, thì sau đó mình kết hợp tôm với cua, nhưng mà mình chưa có khoa học kỹ thuật á,
là áp dụng nuôi nó không được đạt hiệu quả. Sau đó thì nhờ cái dự án PP, anh em cũng hỗ trợ giúp đỡ tập huấn khoa học kỹ thuật cho về nuôi trồng thủy sản thì làm đạt hiệu quả cao. Nhờ cái dự án của PP thì giúp cho cái cuộc sống gia đình thì cũng khấm khá lên. The project's fifth approach was to encourage and support advocacy on forest management. The project supported the community to have input on laws and policies that affect them, including the Forest Protection and Development Law. The project also conducted research on ways to strengthen the wood and timber market in Vietnam to enable more forest owners to benefit from their resources. Trước mắt là dự án là cũng đầu tư cho ví dụ cây giống, rồi là phân bón, cây keo, và sau dự án lại cũng đầu tư ra cái mô hình dòng dứa, rồi dòng cây đinh năng. Thì nói chung là dự án đem lại nhiều cái quyền lợi cho dân. Ví dụ như tôi được làm cái mô hình trồng cây đinh năng này thì tôi cũng cố gắng để tham gia. Since it began, the PFG project has achieved some remarkable results. Result 1. Community members are actively using forest management information from the former system and using the PFG app to plan how they will manage and protect their forests. Since the project started, 77 training sessions have been provided and 2,695 people have been introduced to FORMIS, the PFG app, digital and paper maps for planning, the human rights-based approach, forest plantation, value chains, carbon measurement and legal timber certification. Result 2. Group and cooperative forest plantation models have been developed. These have encouraged the community to focus on afforestation and have helped to ensure the community has sufficient supply of raw materials for wood processing. Since the project started, 171 people have joined community core groups, 2 plantation and logging cooperatives have been established, and 1 stakeholder training held on the supply of wood certificates. Result 3. The plantation forest model has sustainably increased community incomes. Strengthened market linkages have encouraged many smallholders to participate in the project. After community members saw the results from the plantation models, many other households started to adopt them. Since the project started, 1,000 households have become involved in the forest-based livelihood models and 5,200 people have seen improvements in their livelihoods. Result 4. Joint community agreements have contributed to strengthening the solidarity and commitment of the community to protect and develop their forests. The number of legal violations has decreased significantly. Result 5. Research and advocacy has been conducted to formulate and revise Vietnam's legal framework on forest management. Well, the project has had good outcomes. First of all, it has worked with the local community, so there has been sort of little general training and basic training on how to use computers, how to use FORMIS information which is available through the system for everybody who has access to internet, including the local communities. There have been kiosks set up that will enable local communities to access not just computers and internet and the FORMIS information, but also other information sources and books that have been produced by ActionAid, by others. The project has, I think, two main outcomes that can really show the future for other activities of ActionAid and others. One is what Annika from the embassy just described, that it can interact with FORMIS. It has developed some tools that can be used in a smartphone. The other one has to do with marketing, but it is that we developed some value chains that others have also done that, but they show very, very big potential. The highland areas where the project has worked, there's a lot of empty land. That land can be used for producing high-value timber, which the wood industry is demanding. There's a market. But for the local people to also have some short-term income, you can plant some agricultural crops under the trees. And that gives much better livelihoods in the local areas.
It gives a supply of hard wood timber to the wood industry, the furniture industry, etc. And it gives a lot of climate change benefits, which is not even an objective in the project, but is another benefit. Đến thời điểm này phải nói rằng là cái dự án mà nhà tài trợ hỗ trợ thì đã rất thành công rồi. Về phía địa phương mong muốn thì trong thời gian tới thì mong muốn là nhà tài trợ tiếp tục là cùng đồng hành với địa phương của huyện Thạch Nông và có những cái biện pháp tiếp cận và để giúp cho địa phương có nhiều hoạt động hơn nữa để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội nói chung cũng như là cái phát triển kinh tế từ nghề rừng nói riêng. Xã cũng mong muốn là tiếp tục được dự án quan tâm hỗ trợ nhiều cái mô hình sinh kế trên địa bàn xã để làm sao mà người dân có cái điều kiện phát triển kinh tế theo chuỗi giá trị, góp phần giảm nghèo bền vững ở địa phương. Là người trực tiếp triển khai dự án, điều hạnh phúc nhất là hạnh phúc hơn nữa là người dân nhận thức được rằng quyền lợi của họ là nhận được từ rừng, từ các mô hình sinh kế mà dự án hỗ trợ. Từ đó thì người dân tự biết cách liên hệ các đầu mối để triển khai thêm các diện tích trồng rừng cũng như các mô hình sinh kế khác. Đấy là điều thành công của dự án, là những điểm mà người dân tự nhân rộng mô hình của mình lên.